làm gì đâu, anh thề. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the... Vâng, và xin chào anh em nhá. Thì hôm nay mình lại quay lại đây, mình là Hoàng Cụt Ca. Và tiếp tục cái series siêu trích, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với class cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là Bio. Thì như các bạn đã thấy ở video trước, ở video clip trước mình để ở trên đầu, thì đấy là trick của Bio. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với trick bay. Bay không cần phải ấn chuột nhiều lần, chỉ cần giữ nút thôi. Nhưng trước hết nhá, trước hết khi vào với cái trick Bio ngày hôm nay, thì mình sẽ sửa qua lại một chút về trick của pháo thủ. À nhầm, trick của sát thủ. Thì mình sẽ vào trick sát thủ trước. Ok chưa? Và mình sẽ vào arc sát thủ này, arc clone. Và trong khi đấy mình sẽ bắn cái tâm ảo lên. Ok. Đây rồi, cái tâm ảo của mình ở đây rồi. Mình sẽ vào game và sửa luôn nhanh cho các bạn. Chiến trường, quảng trường Alien. Xong ok. Vào luôn. Đây nhá. Thì trick của sát thủ ấy, mình quên mất không bảo các bạn cái độ phân giải màn hình ấy, nó khác nhau so với cái màn hình của mình cũng như là màn hình của các bạn. Thì ở đây các bạn nhìn thấy đúng không? Đây là cái tâm bình thường nhá. Bình thường thì các bạn sẽ để như này. Mình sẽ cho các bạn thấy, hôm nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là để như này. Đâu nhỉ? Đây. Đây đúng không? Đó, và mình sẽ bật macro lên. Sửa nhanh cho các bạn nào. Ok. Macro đây rồi, macro sát thủ kéo vào chuột phải. Đây. Thì đây là mình hướng dẫn các bạn hôm nọ đúng không? Đây đúng không? Và các bạn thấy đã bị lệch đạn chưa đúng không? Đó. Thì bây giờ nhá, bây giờ là cái tâm ảo như này. Các bạn kéo sang vào đây. Và các bạn kéo cái này xuống, cái tâm ảo này xuống cái vệt đạn. Vệt đạn của các bạn. Đó. Đây nha. Đó đúng không? Gần trúng rồi đúng không? Lại kéo tiếp, khi nào trúng thì thôi. Nó là khoảng này. Đó, thế thôi, chỉ đơn giản là như vậy thôi, đúng không? Đó, các bạn nhìn thấy tâm giật về đúng chưa? Nếu mà nó giật vẫn hơi lệch một chút ấy, thì nó là do cái độ chính xác của súng. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Sát thủ tùy độ phân giải màn hình. Còn cái tâm ảo này ấy, chưa dùng được chế độ full màn hình. Thì mình sẽ ra ở trong clip sau về cái tâm ảo sử dụng full màn nhá. Còn hôm nay chúng ta tập trung chủ đề chính về cái trick của Bio. Đó, đây là tâm ảo dành cho sát thủ. Còn tí nữa chúng ta sẽ làm cái tâm ảo cho Bio. Tại vì Bio khá là cần tâm ảo. Quên mất, mình sẽ về và chọn nhân vật và vào luôn Bio cho các bạn thấy. Ở đây thì hôm nay mình login được account LarkD95 này. Đâu rồi,
lấy hẳn ba cái pháo phóng lựu, còn một cái phóng lựu nữa đâu nhỉ? Đây rồi, một cái phóng lựu cuối. Ok, và bỏ cái macro của sát thủ đi. Như ở đây mình sẽ vào phòng tập luyện luôn này, tạo một phòng mới, quảng trường hay lên này. Ok, vào game. Trước khi vào game, trước khi vào phòng này thì mình phải nói với các bạn một điều là mình không biết chơi bio và mình chỉ có tìm hiểu thông tin qua thôi. Thì như các bạn đấy cãi nhau ở trên group ấy là bio nên tăng theo ngọc ta hay ngọc vít, thì mình xin khẳng định luôn là bio nếu muốn đọc cao ấy thì chơi full vít, còn nếu muốn trâu bò thì nên full dep hoặc là 4 dep 1 star. Ở đây thì mình sẽ thử trước cho các bạn thấy combo bay bình thường. Hôm nay sâu mở ngọc mà không ai xem. Ừ, đợi anh xíu, đợi xíu. Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn đấy là combo bay bình thường bằng tay như nào. À, cái này nó sẽ tùy vào số lượng đạn ở trong khẩu phóng lựu của các bạn. Như đây là mình bay bằng tay bình thường. Đó, thì sẽ có những cái lúc mà các bạn bị lỗi hai chuột. Để muốn nổ, bắn nổ được luôn thì các bạn bắn chuột phải, chuột trái rồi chuột phải, chuột trái rồi chuột phải. Thật nhanh thì đạn nó sẽ nổ cùng một lúc. Nhưng với cái combo bio thì mình đã cài đặt sẵn ở đây. Là đây, mình đã để tên đây là bay bio rồi. Thì mình sẽ vào game các bạn thấy. Mình sẽ chỉ giữ một nút thôi. Mình khi nào mình không thích bay nữa thì mình thả ra. Đó, các bạn thấy không? Mình chỉ giữ một nút thôi. Và bay liên tục luôn. Đó, bây giờ lại cái này ưu tiên nhất là ở chế độ zombie, nhưng mà hiện nay game thì chưa mở ra chế độ zombie. Và quên giới thiệu với các bạn một chút thì cái giọng nói dễ thương vừa rồi là của bạn Ivan bên phía Vlog nha. Và tiếp tục với video thì chúng ta thấy rằng là mình đang sử dụng cái combo bay của bio này rất là lâu, vẫn chưa hề dụng xuống đất. Cái này thì lợi cho bạn nào mà chưa quen cái cách bay của bio. Bio thì nó có rất nhiều kiểu bay và nhiều kiểu bắn đạn. Thì đấy, trước hết là cái combo bay của bio mới chỉ giữ một phím thôi. Còn cái bay đấy nó sẽ có lợi như thế nào thì mình sẽ chỉ luôn cho các bạn thấy cái lợi khi mà dùng cái phím này mà combo bằng tay thường sẽ không làm được. Ok nhá, bây giờ đang bay nha, mình sẽ giữ cánh. Và bây giờ mình sẽ làm combo như này. Đó, liệu những người chơi bio bình thường có combo được như này không? Thì ví dụ đây sẽ có một quân địch thì mình sẽ ra đây mình dí như này, dí sát thủ rất sướng luôn. Hoặc nếu mà đứng ở dưới đất không nhảy nhá, thì như này dí vào. Đó, chỉ việc thế thôi. Còn nếu mà các bạn thích làm combo bắn xa như thế này, bắn với khoảng cách tầm gần để chơi trong map chiếm hoặc map cờ, thì các bạn sẽ cài đặt thêm cái khoản delay, nó sẽ cao hơn bình thường một chút. Còn bio, cái này sẽ được áp dụng tối ưu nhất với bio sử dụng 3 phóng lựu và phóng lựu 6 viên đạn thì càng tốt. Thì các bạn thấy ở đây là mình bay liên tục và mình không hề rớt xuống, đi rất thoải mái luôn. Cánh dụng được rất lâu. Đó. Còn cái này sẽ dùng cho những cái bạn nào chơi bình thường khi muốn công nhà hoặc muốn ra vị trí chiếm thật nhanh. Ở đây mình sẽ sử dụng một khoảng cách bay rất dài và không phải ấn gì nhiều, chỉ một nút duy nhất thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ sẽ là cái combo macro thì mình sẽ show cho các bạn thấy. Ở đây mình quên mất là lúc nãy mình chưa show cho các bạn, mình nên mình record lại thêm một lần nữa. Ở đây là cái combo, như ở đây là mình vẫn đang mang hai phóng lựu và một nỏ nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu này, ấn vào grid new macro, ta đặt tên đây là bay bio chẳng hạn. Đó, thì ở đây và các bạn chọn cho mình cái mục thứ hai, đó là repeat while holding, tức là lặp lại một, nếu như chúng ta đang giữ cái phím này và ấn vào đây một cái, cũng chọn start now record keystroke. Thì ở đây mình đã record rồi, mình record xong rồi. Thì ở đây đó là cái combo này và đây là bay bio, mình sẽ cho các bạn thấy thông số, không chỉnh cái gì ở bên trong này nha các bạn nha. Và sau khi các bạn record thì các bạn ấn như này cho mình nhá, chuột phải này, chuột trái chuột phải cùng một lúc này, xong là lại chuột trái chuột phải cùng một lúc này,
và nó sẽ ra được như này. Thì ở đây đó, nó là như này đấy, chuột trái chuột phải cùng một lúc thì nó sẽ ra 6 cái như này. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh về thông số là như sau: 1 20 1, tức là xong cái combo bắn hai viên cùng một lúc đó, xong là bỏ ra khoảng cách 15 ms để nhảy lên trên cao. Cái khoảng cách 15 ms này là khoảng cách bay lên, và tiếp theo là viên thứ hai, tức là cũng chuột trái chuột phải cùng một lúc thì nó sẽ nảy lên thêm phát nữa, và khi chúng ta giữ cái phím này thì nó sẽ liên tục ấn chuột trái chuột phải, chuột trái chuột phải, tức là nó bắn hai viên cùng một lúc. Như vậy là rất đơn giản thôi. Và sau khi các bạn crit được thì các bạn kéo vào một nút nào đấy trên chuột mà các bạn thích. Ví dụ ở đây mình kéo xuống phím dưới và mình vào game. Cái này nó có một cái đặc điểm ấy, các bạn phải nhớ cái khẩu súng phóng lựu của các bạn nó có bao nhiêu viên đạn. Ở đây của mình là 6, đúng không? Ở đây của mình là 6. Thì khi các bạn bay nhá, các bạn sẽ ấn nút cách cùng một lúc với cái phím macro mà các bạn vừa tạo. Như ở đây thì sẽ là bay. Đó, các bạn thấy chưa? Phải ấn nút cách nhá, chứ không phải là để không rồi ấn đâu. Để không rồi ấn nó sẽ là thành như này. Đó, nó sẽ bị rất thấp. Còn nếu như mà các bạn đã có đà nhảy sẵn ấy thì nó sẽ lên. Đó, các bạn thấy chưa? Thì ở đây vì sao mình lại bảo với các bạn là các bạn phải nhớ số lượng đạn? Vì bạn nào bay chưa quen ấy thì nó sẽ bị khập, nó bị khập khựng ở giữa, cũng như là nó bị thiếu lúc chuyển đạn. Thì mình bay như này cho các bạn xem này nhá. Ở đây mình có 6 viên đúng không? Mình sẽ ấn nút nhảy này, ấn nút nhảy và giữ nút kia cùng một lúc này. 1 2 3 4 5 6 này, xong đổi xuống 1 2 3 4 5 6, đúng chưa? Đấy, cái bay một lúc này xong lại chuyển xuống 1 2 3 4 5 6. Đó. Đấy là với bay của BO. Nếu như các bạn bắn BO mà chưa có súng 6 viên ấy thì các bạn chỉ có 4 viên thôi đúng không? Thì các bạn đếm cho mình. 1 2 3 4 đổi súng. 1 2 3 4 đổi súng. Đó, sau khi bắn lâu rồi các bạn sẽ quen được cái số lượng đạn. Số lượng đạn của con BO mà các bạn sẽ bay. Nhưng bạn nào dùng 3 phóng lựu thì càng tốt, sẽ bay được càng lâu, và 6 viên đạn thì càng lâu nữa, sẽ ở trên trời khoảng 2 3 phút luôn. Và mình đảm bảo với các bạn là như vậy. Và với cái trick này của BO thì các bạn nên sử dụng bay phóng lựu với những khẩu phóng lựu nào có tốc độ bắn trên 80, tức là 84 đó. Thì ở đây mình sử dụng hỏa thạch nhá. Những cái khẩu mới như kiểu khẩu trứng chim ấy thì không bao giờ được. Đó, thế thôi. Đấy là combo, và mình show lại cho các bạn một lần nữa cho các bạn dễ nhìn. Ở đây, đó là combo bay BO. Đó, như này. Create new macro này, bay BO. Và chọn vòng thứ hai, start now, cái con keystroke, ấn hai chuột cùng một lúc. Oh, từ từ nhá, mình đã. Đấy, mình hai chuột cùng một lúc thì nó ra được như này. Và chỉnh thông số, từ lúc nãy mình chỉnh, thế thôi. Ở đây thì mình đã tạo xong rồi. Có cái này đây rồi, mình kéo vào đây và mình giữ phím ở phía dưới mà mình dùng thôi. Này, làm lại nốt một lần này. Là nhảy rồi giữ, nhảy rồi giữ đúng không? Nhảy và giữ cái phím bay. Thế thôi, không cần phải giữ cách nhá, không cần phải giữ cách. Giữ cách là nó sẽ thành cánh. Chỉ nhảy cách lần đầu tiên thôi. Cách lần đầu tiên bỏ cách ra và giữ. Đó. Bay rất thoải mái đúng không? Còn đấy là chuyển sang nỏ nó bị thế đấy. Ok. Còn đối với cái phần tâm ảo của BO như ở đây mình sử dụng, đó là chơi chế độ cửa sổ màn hình. Thì cái tâm ảo như các bạn thấy ở đây mình không lắp nỏ, mình sẽ ra mình lắp nỏ cho các bạn thấy. Cái tâm ảo này nó sẽ lợi hơn so với BO ở chỗ nào. Và bây giờ vào game luôn. Đúng không? Và các bạn thấy ở đây mình đang cầm một cái nỏ. Đây đúng không? Nó sẽ vào khu vực giữa này. Và với ở cái khoảng cách xa như này thì các bạn bắn rất khó trúng đúng không? Đạn nó còn rơi nữa. Như vậy thì mình sẽ chỉnh cái tâm ảo này nó lên cao một chút. Sát thủ thì chúng ta sẽ chỉnh xuống dưới thấp, còn BO chúng ta sẽ chỉnh về giữa màn hình. Đây rồi, sai đâu rồi. Chỉnh về không quá, xem nó có về giữa không. Ok, bị lệch một chút rồi. Sang chúng ta chỉ chỉnh vài độ thôi, 2 đến 3 độ thôi. Ở đây chúng ta sẽ test trước này. Đây cái tâm này nó sẽ bị lệch một chút, tiếp tục chỉnh về giữa cho mình là được. Đó. Cái này thì sử dụng cho bạn nào new buy muốn nghịch chơi thôi nhá, chứ còn mình không khuyến khích bạn
sử dụng nhiều quá và lạm dụng quá cho cái việc bay bio này. Nếu không vào game thì nó rất là khó chịu. Ở đây mình sử dụng thử cái combo bay bio với cái nỏ này, nó sẽ bị như này. Đó. Đây nhá, chúng ta sẽ với khoảng cách xa chúng ta có cái tâm ảo đây bắn rất chuẩn này. Đó, nó sẽ rất hay. Và nếu như mà cái tâm ảo này của mình ấy, các bạn chọn cái phông màu trắng đi thì nó sẽ đồng bộ với cái tâm ảo của cái nỏ này. Nó sẽ rất là đẹp và nhìn bắn rất dễ, hoặc là màu đen chẳng hạn. Còn với trick bay chúng ta đã nhìn thấy rồi. Ok chưa? Vậy trick của video hôm nay chỉ có thế thôi. Còn nếu như bạn nào muốn làm thêm về cái trick bắn xa hoặc bắn nhanh thì để lại bình luận ở phía bên dưới, mình sẽ cho các bạn combo và thông số chuẩn nhất nhé. Ok, vậy mình làm video đến đây thôi. Và mong các bạn để lại một like, một share, một subscribe cho kênh của mình, ủng hộ cho mình nhiều hơn. Xin chào các bạn.